Hello, em chào anh em máy cày Gia Lai, Đắk Lắk và Bình Thuận. Em bố trí các cái sản phẩm cày chảo cũng như là dàn vun luống để lên đường ngày hôm nay vào với lại anh em. Mùa vụ thì cấp bách và gấp rút quá rồi, nên là bên em cũng đang ráng hết cỡ để hoàn thiện cũng như là trả hàng cho anh em nhanh nhất có thể. Ngày hôm nay là một dàn là phá lâm 4 chảo, sử dụng đường kính chảo 660, lưỡi nhập khẩu của Mỹ, hàng cực là xịn. Đấy, cũng giống như là một dàn là cày 5 chảo chuyên đất ruộng. Đấy, bên em đã tháo rời. Và một dàn cày đây, một dàn cày 5 chảo đây các bạn. Đó. Và một dàn cày 6 chảo phía kia đã tháo rời sẵn sàng để bốc lên đường buổi đầu giờ chiều ngày hôm nay. Sáng ngày tháo dỡ nhưng mà không kịp. Bên này thì còn hai dàn, một dàn 5 chảo dành cho anh em Đắk Lắk này. Và một dàn 4 chảo dành cho anh em Bình Thuận này. Máy 5018 kéo dàn này sử dụng đường kính chảo 610. Hàng này thì em đóng cho máy chung nhé, thế nên là anh em máy chung kéo thoải mái luôn. Hai chiếc xe nhà em đã sẵn sàng để khi mà tháo dỡ xong thì sẽ khuân vác lên từng chiếc xe một và để cho lên đường. Đây em mới tậu thêm một em này 17C19783 để về cùng với lại chiếc 18932 kia phục vụ cho bà con cho kịp thời vụ. Đây là cái dàn vun luống 4 chảo này. Đấy, một số dàn cày của anh em ra này Đắk Lắk Bình Thuận thì em xong hết rồi. Trong buổi chiều ngày nay em sẽ đưa hết giống này đi. Đấy. Anh em bấm đăng ký kênh cũng như là theo dõi video cho em nhé, để chờ đón những video mới nhất. Và anh em nào quan tâm mà lướt qua video của em rồi thì cho em xin một tim một like cũng như là chia sẻ đăng ký kênh cho em nhé. Em xin chân thành cảm ơn. Kính chúc bà con anh em thật nhiều sức khỏe và gặt hái được những vụ mùa bội thu. Xin thân ái, hẹn gặp lại tất cả mọi người.